rằng anh sẽ buồn ngày mai đến nhà tôi mong thăm người bạn cũ. Dừng bước chân đầu ngõ, anh thấy nhà chờ vơ bóng tiếng cười trẻ thơ. Người người như đời một màu lam thương nhớ, hỏi thăm anh mới biết tôi lên đường tâm chính. Giờ tôi nghiêm linh, đời tôi đã vướng kiếp phong trần rồi bạn. Rằng ngoài biên hồ hay hành quân rừng sâu, bàn tay giảm nắng cháy không còn như ngày xưa. Khoảng thời gian nào đó tôi chiếm huy chương xin phép về nhà thăm anh. Trời thanh nằm chung truyền ban chút tâm sự riêng lòng mình. Lúc này nơi quán trọ buồn vui có gì không, biên thư kể nhiều nhé. Minh Chiến Audio xin mến chào tất cả các bác nhé. Và cái những video này thì tôi sẽ test nhạc cho anh em. Thì anh em nào xem được cái kênh này thì anh em xem những video giới thiệu hàng ở kênh Điện Tử Minh Chiến, thì anh em sẽ qua kênh này để anh em nghe tiết giảng, tiết nhạc nha anh em nhé. Với những bản mọc tôi đấu trực tiếp từ những chiếc cục đẩy ra máy tính và thông qua loa. Thì với những chiếc cục đẩy này công suất khá là khỏe cho anh em, mang thương hiệu Rea, mã sản phẩm LS700. Với sản phẩm này công suất của nó đạt trên 2000W, tổng 2 kênh. Thì anh em có thể đánh được full đôi súc kép, anh em ok nhé. Thì giới thiệu cho anh em hàng cũng như báo giá với giá 5.500.000. Anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ tới Minh Chiến Audio và số điện thoại 0396 855 89 nhé. Bây giờ thì xin kết thúc video clip tại đây.